Cái này tôi lái máy bay còn lượng mấy cái này mà xi nhê gì tôi rồi hướng dẫn. Tôi lái đồ lên tới tỉnh rồi lên đi. Có tấm trượt này không à, mà bả đòi bôi sáp vô nữa mới chơi. Mình thuê mấy cái này cũng chú ý nha, tức là người ta cho thuê 4 tấm thì tấm 30 ngàn. Rồi à, xong rồi à, sẽ đưa cho người khác. Mà bả nói bả phải bôi sáp vô nữa nó mới chơi, nó mới chạy. Quắp hai chân vô vậy nè, quắp vô trong á. Chào buổi sáng mọi người ha. À, buổi sáng đẹp trời Phan Thiết. Hôm nay à, hy vọng các trời không mưa rồi đi chơi tiếp. Hôm qua chở mấy đứa nhỏ đi ra Bầu Trắng á, nhưng mà buổi chiều thì có mưa lất phất á, rồi thôi đi về. Không có chơi được gì. Hôm nay cho tụi nó đi ra ngoài đồ cắt bay chơi kìa. Mì đâu? Mì đó trước mặt rồi. Ăn sáng. Dạ không có, em lấy cái dĩa. Rồi lên đồi cát bay. Hôm qua trời nó có mưa nên cát nó không có trơn đâu. Mà cát hết nó bay rồi. Ôi dây điện ghê vậy. Mi. Cộng lên đi, cát khó đi lắm á. Cát không? Đi dép miễn phí mà lấy dép làm gì? Người ta muốn đi mà sao kêu họ cái ép cứ không đi. Cái thị nhiều cái tiếu. Ôi giống cái con gì quá ha, con voi quá ha. Khủng long. Khủng long hô câu cổ này kia kìa. Hồ quá vậy chưa hết nữa. Mi. Con đi đòi cát sen luôn đơn. Hello cả nhà. Gia đình con đi. Đó vô mày có nhu cầu muốn lên YouTube. Này là bị ba cô tiên đẹp quá chị quay đâu trời. Ba cô điên. Mấy người ba con điên giờ ba con điên. Đó biết luôn rồi. Hai cái đầu cái lỗ này nè. Hôm qua thằng kia nó chạy theo con tà điểu chạy hay sao? Ừ. Đúng rồi, cá hôm qua mưa nè, nó ướt nè, tao không? À, nó ướt lại nó cứng két vô đi, chứ mấy bữa là khô nó lún đi mệt lắm. Tôm, mấy tiền nha, muốn dán cho mấy anh em đi đi.
Hãy đi chỗ cặp bớt 30 muốn trượt cho. Cho chừng nào anh về mới trả là gì ạ? Mới một cắm đi 30 ngàn hả? Dạ. Có cái đồ cho cao kia chứ. Có mấy bé này mình muốn đi đồ cao một cách thì quyền mình. Nè đồ cao rồi lên chụp kia. Dạ lên đó chụp hình cũng đẹp lắm. Trên đó người ta chụp hình được thật á, ta đi như một dãy á. Sáng sớm tập thể dục kìa. Lên đồi nào chơi. Dạ lên đây nè anh. Chơi. Muốn đi được cao. Để cho tôi nói chụp hình đi. Dạ dạ, em chờ thì em chờ dưới em lên đây em cũng chờ luôn. Xuống đây ba. Nè có thì chơi. Cặp giá lên kia tụt xuống được không? Dạ được. 400 ngàn đi. À, đi cho chị 20 nữa đi. Cho em thêm đi em gọi. Rồi cài cho chị. Giờ ủng hộ em. Có 20 lẻ không? Mốt gắn bánh xe vô, chạy luôn. À. Chờ cháu 400 rồi nó chơi. Làm miếng thử đi em Vũ. Được xuống. Được trên kia rồi nó. Được không? Bơm. Dạ. Nè, lấy đi. Bơm, lấy đi con. Bơm, bơm với mít cây với su nè. Chụp hình đẹp á. Hai nhỏ kia không biết trượt trượt tắm thôi nè, bơm tắm. Bơm mấy cây. Trượt cát nè. Cho Dung My chuột đi. Dung My nè, Dung My với ba con ba. Đi với ba. Để ba nghỉ mệt ba ôm con. Lên đây em muốn gắn cho trời. Trời ơi, chị muốn dẫn cho chơi kìa. Lắm mà. Trên nó đẹp lắm cái cây, người ta chụp hình cho nó nhiều. À. Đó, cái lính đó là chụp không? Cho thằng bom đi, thằng bom nó không lấy nó trượt đây. Lên đây là ngồi xuống đây nè, dựng miếng giá lên là tụt xuống thôi. Mình ngồi dựng giá lên nè, nè, cô đưa cho. Rồi cho nó tắm đi. Con tắm rồi mà. Để cậu kêu tôi đi. Đó, lên trên cao, lên cao. Ủa đưa tiền gì kia sao gì này đưa tao? Đưa tiền gì kia mà sao gì này đưa? Ý là mấy người này đi hướng dẫn anh cho. À. Chứ bây giờ anh cầm đây anh chuột đâu được đâu, người ta muốn người ta đi đâu. Tôi lái máy bay còn được mấy cái này mà xin nhê gì tôi hướng dẫn. Tôi lái đồ lên tới tỉnh tôi lên kia luôn. Đâu rồi các bạn đó rồi đâu? Có đi dưới kia rồi. Sao kỳ vậy? Rồi. Giờ 4 tấm đâu? Giờ đi lên. Thôi tự nhiên lấy chi 4 tấm ai chơi. Em mướn rồi. Mướn rồi, người ta lấy tiền người ta đi mất tiêu còn đâu nữa rồi. Nhưng mà muốn trượt tú là phải đi tú trên kia rồi kìa. Ngồi nè, ngồi lên rồi mấy cái này rồi. Tiền cầm tấm đi, cầm đi. À mày lên một tấm mày trượt xuống. Tao mày ngồi nè, ngồi xong rồi mày kéo cái đầu lên rồi, cứ bỏ chân dưới là xong. Dễ đâu. Xa sao đi anh? Đi chi? Xa này nó đi trong cái sắt đi giúp từ mưa giúp. Không sao, đi luôn. Còn nó không chạy lăn luôn, lăn à, luôn lăn xuống. Cắm đầu xuống lăn luôn. Để cho mấy người này người ta muốn kiếm tiền á, biết không? Người ta muốn kiếm tiền cho thôi xong đưa người khác vô kêu hơi kêu tính tiền để tiền mà hướng dẫn. Tao kêu đưa lấy thì không có thằng nào lấy hết, đậu người ta đưa tiền thì lấy mẹ đi. Lấy giùm thôi, cầm cho. Tụt. Cho đi thì cứ tụt hoài. Đi lấy mày. Trời ơi, nhớ vô chợ đậu tới Mỹ luôn cũng được. Ủa chú trả tới cho mạc luôn. Ờ, tới cho mạc luôn, trời ơi. Tâm nó thôi cho, không chịu trượt. Ê, cái khúc này được nè, cái khúc này đi không có mỏi chân nè, thấy không? Đúng rồi, nãy lên dốc. Đó, đi lên chỗ đó. Con không còn. Tụi đi con, tụi vui lắm. Út cũng tụt luôn nè. Nè, Út cũng cầm đây, để con xô cầm coi xô. Con đi con không biết chơi, không biết gì á. Đúng rồi, chính xác mà mang đồ quốc trắng vô mà còn khóc không tôi. Mình đi chân chứ sức mát mình mang đó làm chơi. Tụt xuống lấy quần quần hồn, kéo quần quần số 1. Đấy mình đi chân. Xuống lấy quần quần.
Có tắm trượt này không à, mà bả đòi bôi sáp vô nữa mới chơi. Không để thôi, cái tắm này tao bôi sáp chét đít tao được rồi. Đúng là cái dịch vụ tào lao. Còn có tiền hướng dẫn nữa. Tiền hướng dẫn nữa, hơi là tiền hướng dẫn nữa là người ta thuê cho mình thuê xong này, các bạn chú ý nha. Mình thuê mấy cái này cũng chú ý nha, tức là người ta cho thuê 4 tắm thì tắm 30 ngàn. Rồi giờ xong rồi sẽ đưa cho người khác. Chứ bà nó bảo không, bà không có lên đâu. Bà cho người khác theo, nó là hướng dẫn. Nói khỏi cái này trượt thôi mà hướng dẫn gì. Mà bà nói bà phải bôi sáp vô nữa nó mới chạy. Tức là người ta muốn lấy thêm cái tiền dịch vụ nữa đó. Mà tiền dịch vụ như thì không có nói nhà hơi nữa là không biết đưa nhiêu tiền, nói nhiều phải đưa nhiều á. Đó, Việt Nam làm du lịch kiểu này chán không bà con? Chẳng thà nói rồi luôn hướng dẫn này kia nhiêu tiền đi ban đầu đi ha, không có nói. Nói cho thôi tắm đi. Đỡ bụi. Rồi mấy người kia đi lên không nổi luôn. Cho cái đứa nhỏ nó chịu. Ồ, ở đây có mấy cô vận đầu 4 người 4 5 màu, ngũ sắc. Đẹp tuyệt vời. Rồi nè bên dựng đi, dựng xuống luôn rồi. Rồi. Nhìn cái màu nguy hiểm quá vậy. Quá đau đẹp lắm á, đã lắm á. Đứng đây không gì ạ? Đứng đây trường nào bơm? Không gì vậy, đừng có đòi cho đây gì ở đâu. Ở đây làm gì có chỗ? Không đi bộ lên. Thì phạm vô coi cái được không? Trả tiền thì sao? Không có tuột đâu, con sợ gì. Nè, coi người ta chỉ cách làm nè. Ta chỉ cách trượt nè. Qua đây nè Tâm ơi. Đây đây. Đi cầm này cho mẹ trượt này Bin ơi. Cầm cái gì? Đây cầm này đây, cho mẹ nha. Kìa. Qua lại nha, nó có lái. Nè, đây xuống động. Đây lộ lả luôn á. Nè. Đây nè, đường đó nè. Nè, hai đường nữa rồi con. Đây 1 2 3 4 5 màu. Rồi đây nè Bom. Đây Bom. Nè. Con đi bình thường đi, không có ai mà tuột con đâu sợ. Cá không ăn đâu. Ba với con tuột rồi ba cổng con lên. Rồi ông Nguyễn cái lòng chảo luôn rồi ghê ha. Đúng rồi, ông Nguyễn lòng chảo húng dưới luôn. Sâu. Đâu đem cái tấm của chú Tú đâu? Rồi lướt đỡ. Tấm nào húng với nhau. Kêu đem qua đây đây. Bon. Kêu qua đây nè. Tôi chưa kịp nhịn đúng không? Chổng giống luôn. Nhanh hơn là điểu luôn đó không? Bỏ dép ra một người giữ đây đi. Bỏ đi, để tôi coi cho. Ta đẩy cát lên đó, ta đẩy cát lên đó cho nó đừng có bị trượt á. Không. Leo đây nè, leo đi đó, dán ta là dán nó đẩy đi. Cần lắm nha. Tiền. Qua đây nè. Rồi xích xuống, rồi xuống. Đạp hai chân lên. Chỉnh lấy cái chân trò trò ra bẻ lại. Đấy kìa, ta quặp hai chân kìa, ta quặp hai chân kìa. Đúng rồi, quặp lại, quặp thẳng lên. Ơ lạ không đó, nó chạy được đó. Ông Tàu. Bỏ dép ra đây. Ông Tàu. Anh Quân đi cái này.
À. Lên ngồi với ba mày. Lên ngồi với ba. Lên ngồi với ba đi, ba dịnh cho. Lấy ba cho biết. Có ba mà. Ba cõng con sau lưng. Ai con đi nè. Đây mẹ. Đưa vé cho mẹ. Dài đi. Ba ôm con, ba ôm con. Ủa 4 miếng rồi còn miếng nữa đâu? Ba nào đang ngồi. Ba mày giữ cho. Ba giữ miếng. Ba anh ba. Ừ. Sao nó không chơi? Nó nghỉ mệt. Nè, vậy không ngờ thì đem tắm lại đi chợt chứ tự nhiên. Ngồi lại đây không nè. Để cái chân lên người ba. Ôm luôn, ôm luôn. Ôm vô ôm mẹ. Ôm mèo ơi đúng rồi. Ừ. Dạ. Quay ông Tâm. Quay ông Tâm. Trời, con phải ôm chắc cho ba. Chắc vô. Không ngồi nó buông ra. Không, bên này là ở trên rồi. Có cái đường sẵn rồi. Ba. Được, nãy ta ngồi 4 người kìa. Bên đây ta ngồi 4 người luôn. Xích già đâu, xích già đâu. Chạy đi, không sao đâu. Nhắm mắt lại. Bỏ hai cái giò lên, bỏ hai cái giò lên trước. Bỏ hai cái giò lên trước, ngồi lại đi, không có được. Quắp hai cái chân vô, đi, quắp hai cái chân vô, xếp bằng á. Quắp hai chân vô đi. Quắp hai chân vô gì nè, quắp vô trong á. Quắp vô trong đó, ừ xếp bằng lại. Không có sợ, tôi nghỉ lại rồi. Để lên đi. Chị Nguyên lên lên. Dạ, ngã ngang luôn không sao nữa. Rồi, tốt. Đó, ngon lành luôn, ngon. Thẳng lưng lên, hai cái chân đạp vô trong. Ba cho con nó té luôn rồi à. Ba cho con nó té lên cù mèo rồi. Thử đi chị Nguyệt rồi. Nức vậy vậy. Đúng rồi, đặt đó luôn. Đạp hai cái chân lên. Ừ. Đó.
Đó, đừng có gị ngu quá. Ngu quá. Ngã người ra sao đó kìa. Đúng rồi, ngã ra sao nó mới trượt xuống đó, thấy không? Ngã ra sao nó trượt rồi, nó không? Ốt cái tấm này ngon nè, cái tấm này nó có gì vậy? Nó bị giật lên rồi. Nó bị cái chỗ vòng á. Đúng rồi Tâm. Ngã người ra sao á. Trận chưa gì mày leo lên, ngã người ra sao á. Nè, bắt đầu út bật quá, nè, đi không nổi nè. Nè. Ngã người ra sao càng tốt rồi. Rồi, nó không đi luôn à. Đúng rồi, nó lộn luôn à. Từ từ, từ từ. Đừng có giật cái này cao quá, nhẹ nhẹ thôi. Làm cái nữa mượn thôi, giúp làm cái nữa. Làm quen, làm quen, làm quen. Lại này biết cách rồi. Đây, con ngửa người ra, ừ, đúng rồi đó. Ngã người ra sao? Ngã người ra sao đó. Đúng rồi đó. Dạ đâu, dạ đâu. Dạ đâu. Đâu. À, cái này để thấp thôi. Này đâu có cần thiết đâu, chủ yếu cái người mày á. Ngã người ra sao Tâm? Ôi ôi ôi. Rồi, nhìn Út Tiền khó khăn đi lên. Đúng rồi. Lên mày ơi. Lên. Rồi. Rồi đúng rồi. Cho ngồi trước á. Đúng rồi đó. Đâu xuống. Cho nó ngồi trước á. Trước đúng không? Rồi. Ôm chặt ba đi. Ôm chặt ba đi, ngã ra. Sao nói chính xác rồi mày? Tụi 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 ngã người ra đúng rồi. Nè hai chơi nãy mấy đi đỡ Subi mà. Kìa kìa tụi giúp kìa. Lên. Lên đây tụi. Đây. Tụi giúp vui hơn. Thì cầm đi, cầm đồ cho mẹ chơi với. Không có đâu. Xích xa xa ra quay là. Dưới luôn, dưới nữa luôn. Ủa vậy là để chân vậy phải không? Gác hai chân đây luôn nè. Đó. Ngã người ra nha, ôm chặt vô ngã người ra nè. Ngã người ra thì ngã người ra thì ngã người ra. Ô, bỏ cua luôn, bỏ cua luôn. Bỏ cua luôn à. Nổi rồi, ghê rồi. Xong rồi. Ồ, ở bên kia mấy chị bận đầu đẹp quá ha. Quá đẹp luôn. Năm lần tiên luôn á. Năm lần tiên á. Quá trời trời chát. Mình mấy? Mình 2, 4. 4, 3 tiên. Ngủ quái. Ngủ quái rồi chát. Chát, chát lẽ. Ta 5 lần tiên, 5 con tiên. Còn mình là 4, 3 tiên. Cát vô miệng á, cát bay miệng á. Đó, đó, đó. Làm đi, em hãy vui, lắc vui.
rồi sau khi chuột bẫy bá mệt rồi đuối rồi, trời không mệt mà leo lên cái dốc mệt quá, để chở mọi người về tắm biển. Rồi về tắm biển nha. Ok. Mày nha. Trời ơi. Mệt quá kìa. Về tắm hồ nãy ha. Chơi sung quá giờ kêu về mệt quá hả mày? Mệt rồi kìa. Nay sung quá mà cái gì cũng chơi. Trời ơi công nhận. Nó trượt mấy lần luôn á. Cũng dám trượt hay thiệt. Hồi đó lúc mà mới đi chứ đâu có dám trượt đâu, nay mới dám. Chút nhớ vũ cát chân người lên xe nha. Quan chả anh Vũ ra đi đường đó, chả vô cái con đó đi. Ôi trảnh nắng muốn chết luôn á. Thả đâu chả đâu. Dưới đó. Đây có mấy cây này nó leo nhìn nó đẹp biết sao ta. Nhìn giống hình thù con này con kia. Cát không. Chút bước lên xe là cát không. Không nhờ dưới nó có mưa ẩm á. Rồi cát à. Giờ vũ cát nha. Nhớ phiếu phổi cát nha. Đây à. Trời ơi nắng. Bây giờ đỡ á chứ hơi đi chưa đi chuyển mỏi đâu. Đúng rồi, trời ơi. Cái có miếng nước cái này, có chạy nước nào đó. Trời đã. Em nó tìm theo rồi là tên gì rồi đó. Mình đây cá. Đâu rồi? Ủa, qua muốn miếng à. Rồi sao một hồi trượt bấy bá Yumi nó sung quá nó trượt nhiều mình nữa nè. Và quá chịu chơi với sung lắm bây giờ. Ta lớn rồi ta biết chơi. Sung mà khí luôn đó nha. Giỏi như mày giỏi. Em biết cây đâu dám tuột rồi phải không? Như mày còn dám tuột. Tụi mình đi trượt thì đã thiệt nhưng mà leo lên dốc mạch quá. À. Trượt xuống đã mà leo lên đã. Nhất cái lưng anh Vũ nó đau. Dịch vụ của Phan Thiết mình cũng thích là mấy cái tàu lao chứ sao. Mình thuê nó 30 ngàn miếng mà còn đòi đầu nó buông người khác liền ha, nó buông cho người khác vô rồi xách cái đó với mình để chút để tính thêm tiền khác á. À, tính tiền khác nói nhiều đường nhiều á, khỏi đó. Trời ơi làm gì bởi vì Việt Nam mình khá không nổi. Rồi tiền dịch vụ hướng dẫn. Bôi chân. Chú á tôi lái bài còn được nữa, đó là bà mà chỉ tôi được. Dịch vụ bôi trơn cái thế cũng bị gì bôi trơn đó giống như mấy đứa nhỏ đó, giống như nhảy nhỏ nít á nó đẩy xuống đó thì tốn thêm cái tiền đó đó mình lên ngồi cái nó bò bò nó đẩy theo thì thẳng thà nó chạy theo mình
mình cho tiền đó, nó lụm cho mình. Còn mấy bà kia đi theo hướng dẫn, hai bà chạy theo hướng dẫn, hướng dẫn gì mà nó phải bà phải lôi cục vô nó mới chạy, trời ơi cục gì rồi gạt ra nó ai đi theo đưa hỗ trợ gì tôi lụm cho cậu bồi dưỡng như cho nhiêu hay gì đó không, cho giá cho nhiêu cho người ta. Du lịch mà phải nói giá chứ. Cái vườn của màu đẹp tới sợ, tưởng bông giả không à. Không qua thấy rồi, qua nó nở sau 1 triệu nó mất tiêu à, mất nó tại vì súng nó đã buông xa. Bây giờ mình chuẩn bị đi về, mình tạm biệt khán giả đi, chào cả nhà, chào cả nhà đi, hẹn lại ở mùa du lịch khác đi. À, video tiếp theo nha, đón xem nha. Cảm ơn khán giả, cả nhà đã theo dõi, đăng ký cho kênh của Út con. Bây giờ con nói đi, đăng ký kênh gì? Xem video nhớ đăng ký kênh Bù Lù Tàu Bì Đông, nhớ đăng ký nha, bấm share subscribe. Cả nhà đã xem video, nhấn nút subscribe gì. Có lẽ anh rủ uống sao hả? Rồi chuẩn bị đi về. Anh Bướm, con nó chụp kìa. Đâu chịu đâu, chụp kìa. Rồi chuẩn bị hết về hết chưa mày ơi? Mày Bi, đi chơi vui không? Đi chơi vui không? Đi chơi vui không? Xích ra thằng kia đi, để đi chỗ mặt thành quá. Cái gì bật bội rồi, tức rồi kìa. Đó là hoàng con. Ờ, rồi, chào tạm biệt mọi người nha, đón ở video tiếp theo nha. Giờ là chuẩn bị gia đình mình đi về Sài Gòn lại, kết thúc chuyến hành trình đi Phan Thiết của gia đình nha. Mũi né bye bye mọi người. Đó chị bảy bào bảy bài rồi kìa. Bye bye, bye, bye.